Chỉ có cái nước nước xấu đó, phải không em? À đây, à, ok. Đây có tổ cả nhà. Đây là nước nước này nước xấu cả nhà. Ủa vậy quý chưa có. Xin chào các nhà YouTube nha, thân mến nha. Cho quý đang có mặt trên con đường số 1 của phường Bình Trị Đông B cho cả nhà. Đây có bún chả khen khen. Ai xin chào cả nhà YouTube thân mến nha. Cho quý đang có mặt trên con đường đường vành đai trong nha cả nhà. Hôm nay là hết hội chợ rồi. Thường hội chợ sẽ được tổ chức ở đây nè cả nhà. Mà hôm nay là hết hội chợ rồi, hội chợ đã dẹp rồi. Ở đây có cà phê nhạc kẻ DJ thì cả nhà, trung tâm tiêm chủng vaccine cho trẻ em và người lớn luôn. Đây có nhà hàng hải sản Phúc Lộc Thọ. Con đường ở đây cây xanh rất là mát cả nhà. Thôi để cho quý chạy một vòng đường mình đã xong cho cả nhà xem nha. Đây rất là mát luôn á. Ở đây có chiếc xe cổ cả nhà. Chiếc xe này chiếc xe lam. Đấy, cả nhà thấy không, cái hàng cây xanh chính giữa rất là mát luôn á. Mà hôm nay là tiết trời cũng đã bớt bớt nóng rồi. Giờ này là muốn 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 mưa luôn cả nhà. Bên đó có lẩu măng chua, lẩu Thái. Đây nhà hàng Phúc Lộc Thọ, có ba tượng Phúc Lộc Thọ đẹp của cả nhà đấy. Tôi mới đi được thì ngược chiều. Alo, đi ngược chiều cả nhà đấy. Có hội chợ diễn ra cũng được khoảng hơn 2 tuần nữa cả nhà. Đây có nhà hàng Chàm Chim cả nhà, chuyên đặt tiệc cưới hỏi liên quan sinh nhật, họp mặt để tất niên, bán cô thì bán bánh ướt, cháo gà. Thôi quý sẽ quẹo về hướng đi về Ion Bình Tân cả nhà. Quý sẽ qua lộ.
cái quán cà phê sao đêm này cả nhà. Đây cà phê sao đêm. Cà phê sao đêm này cả nhà. Đây có quán này là bán thăng lâm viên, một quán món đồ ăn người Hoa, cơm tấm từ vị chả. Hiện tại mình ở Dân Quý, ở bên đường số 1 á, Dân Quý quẹo ra đây, số 1 Dân Quý sẽ quẹo qua có một ngã tư để quẹo về trường Quanh Đại Trong. Đây trước mặt mặt chúng ta là siêu thị Bình Tân ngay cả nhà. Đấy. Đấy, đây là siêu thị Bình Tân ngay cả nhà. Đó, rất là lớn, rất là đẹp luôn á. Đó, cả nhà thấy không? Rất đẹp. Rồi, Dân Quý sẽ quẹo qua vô Bình Tân ngay cả nhà. Đây có bò né ba ngon, bò né ba ngon bít tết tặng tặng nước ngọt. Rồi Dân Quý sẽ qua lộ nha, qua lộ qua ở Bình Tân đây. Oh, alo cả nhà, cả nhà YouTube ơi. Đây có bánh canh, bánh canh cua Gia Linh. Rồi Dân Quý sẽ qua lộ nha. Đây có chiếc xe điện của VinFast cả nhà, xe điện màu xanh của VinFast à. Xe điện điện. Dân Quý sẽ đây do Bình Tân cả nhà. Đó, do Bình Tân. Rất là lớn, rất đẹp luôn á. Bò này bán chuối chiên phá lấu bò. Rồi đây tới rồi. Rồi tới vô này cả nhà. Cơm, bánh mì, mì cay sashimi này cả nhà. Đó. Rồi mới tới vô Bình Tân rồi. Thôi Dân Quý kết thúc video tại đây nha. Dân Quý xin chúc cả nhà có buổi sáng thật vui vẻ nha. Cả nhà hãy ấn like và đăng ký kênh và để lại bình luận và chia sẻ ủng hộ kênh Dân Quý Vlog Cuộc Sống Việt cho cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều lắm ha. Dạ, cảm ơn cả nhà. Đây, đây là bãi xe của Bình Tân như cả nhà. Đây, bãi xe rất là lớn luôn á cả nhà. Rất là nhiều xe hơi đậu luôn á. Bãi xe ở tầng chợt, còn bãi xe ở trên tầng 3 cả nhà, tầng 3 và tầng 4 luôn là để xe hơi ở chợt cả nhà. Đó, rất là lớn, rất là rộng luôn, để xe hơi là thoải mái luôn cả nhà. Đấy, rất là nhiều xe hơi vào đây đậu để mà vào siêu thị tham quan du lịch cả nhà. Còn phía bên đây là bãi xe của xe máy và còn tầng hầm ở dưới tầng hầm được chỉ chuyên để xe máy thôi. Rất là rộng, rất là lớn, rất là đẹp luôn. Đấy. Thôi. Rồi, Dân Quý đã đến bãi xe máy rồi. Dân Quý sẽ vào gửi xe ở trong này. Đấy. Hôm nay là đầu tuần, cũng không có đông khách như cuối tuần. Chắc là nhiều chỗ để xe. Và bây giờ từ siêu thị Aeon Bình Tân, Dân Quý sẽ chạy ra đường này đường số 7 với cả nhà. Đây cũng là đường số 7 luôn. Thì Khang Phương ở trên kia cũng có đường số 7 đó, nhưng mà ở dưới là nó khác phường. Nhưng mà nó lại khác đường. Tại vì mà như là một phường thì nó sẽ
ra như có phường phường Bình Trị Đông, phường trong Bình Trị Đông A, rồi phường Bình Trị Đông B. Cái ngã ba ngã tư ở đây nó không có, nó không có đèn đỏ. Tháp đây. Ồ, anh này bán chè à. Vịt, gà, ốc. Ở đâu ta? 592 là ở đâu? Tiền nguyên tiền của em 592 là ở đây.